Bệnh nhi được sơ cứu ở tuyến dưới, chuyển lên bệnh viện Việt Đức sau khoảng 4 tiếng bị chó cắn. Bé nhập viện trong tình trạng có đa vết thương phần mềm phức tạp, đứt ống tuyến lệ, gãy đôi xương hàm, nguy cơ ảnh hưởng đến sọ não, thần kinh, đe dọa tính mạng. Các bác sĩ sử dụng kính hiển vi để bới tìm ống tuyến lệ chỉ nhỏ khoảng 0,5mm để khâu nối lại. Toàn xương gò má, xương gốc hàm của trẻ bị gãy ra nhiều mảnh, nên các bác sĩ phải bộc lộ ổ gãy, sắp xếp rồi chỉnh lại bằng nẹp vít sao đảm bảo được chức năng ăn nhai. Ca mổ kết thúc sau 6 tiếng, tiên lượng bệnh nhi tiến triển tốt, thuận lợi. Trẻ em vẫn luôn là đối tượng thường xuyên bị chó cắn, hậu quả để lại là những vết thương nặng nề. Ngay cả khi chó được nuôi trong nhà, trẻ bị chó cắn vẫn là điều rất khó để tránh khỏi. Vậy nên việc xử lý ban đầu và phòng ngừa trẻ nhỏ bị chó cắn là vô cùng quan trọng. Vệ sinh vết thương, đây là bước đặc biệt quan trọng trong sơ cứu. Vệ sinh vết thương cho bé bằng nước lạnh nhẹ nhàng, tránh cà sát mạnh để đảm bảo tất cả các mầm bệnh được loại bỏ. Loại bỏ các dị vật như lông, đất, da chết có trên vết thương. Sử dụng các loại thuốc sát trùng như oxy trà, cồn có thể làm sạch và sát khuẩn vết thương. Trong quá trình bôi nên thổi nhẹ vào vết thương, giúp trẻ giảm bớt cảm giác xót và đau nhức. Tiến hành cầm máu. Nếu vết thương chảy máu sau khi bị chó cắn từ 10 đến 15 phút trong quá trình vệ sinh vết thương cho trẻ, ba mẹ không nên cầm máu. Nếu sau 15 phút máu vẫn còn chảy, ba mẹ mới nên tiến hành cầm máu cho bé. Sử dụng băng gạc y tế đặt lên vết thương cho đến khi máu ngừng chảy, băng vết thương lại cho trẻ. Sơ cứu là chưa đủ, trẻ bị chó cắn cũng cần được tiêm vaccine phòng bệnh dạy để hạn chế tối đa những biến chứng xấu nguy hiểm. Bệnh dạy là căn bệnh có thể khiến trẻ tử vong trong thời gian ngắn. Người nhà cần bình tĩnh theo dõi để có những phát hiện xử trí kịp thời.